Kinh Hoằng Đạo Quảng Hiện Tam Muội quyển 3, phẩm 6, lòng tin pháp. Bấy giờ Long Vương A Nậu Đạt trong lòng rất vui vẻ, cùng với 500 thái tử của Long Vương, nhờ đời trước đã phát tâm đạo vô thượng chánh chân, hôm nay nghe Đức Phật dạy như vậy, tất cả liền được pháp nhẫn nhu thuận, lòng mừng khôn xiết, đều muốn được cúng dường, liền vì Đức Như Lai trang hoàng các lọng báu che trên Đức Thế Tôn, đồng thời thưa Đức Thế Tôn: Đức Thánh Sư Như Lai chi chân chánh giác đã vì chúng con mà xuất hiện ở đời. Vì sao? Vì khiến cho chúng con được nghe đạo phẩm phổ tín. Khi được nghe xong, ý không mệt mỏi, không còn biến nhát thoái lui, cũng không còn hoảng sợ. Nghe rồi càng thêm chuyên tâm tập làm, thích nghe không chán tượng pháp như vậy. Lại nữa, Quý Mông Như Lai giảng nói cho con, tại sao Bồ Tát được gặp Thế Tôn? Đức Như Lai đáp, này các hiền giả, hãy siêng nhớ nghĩ, lắng nghe ta sẽ nói cho. Các thái tử thưa, thưa vâng, chúng con sẽ được lắng nghe, các thượng sĩ ấy sẽ vâng theo lời dạy của Thế Tôn. Đức Như Lai bảo, này hiền giả thọ tín, ai gieo trồng đức tin sẽ được gặp Phật. Sao gọi là tin? Tin là chánh sĩ tu theo các pháp sáng phụng thờ trước nhất. Sao gọi là pháp sáng? Đó là nương nơi pháp mà hành, không lìa gốc đức, ưa thích tập theo người hiền, hâm mộ tùy thuận thánh chúng, siêng năng tâm thọ tín, chỉ không mệt mỏi, suy nghĩ và siêng năng nghe pháp để loại trừ sự ngăn che của ấm, tùy thuận tu tập với đạo được pháp lợi dưỡng bố thí cùng cấp, đem giới cho người không có giới, bình đẳng tới độ các người nóng nảy giận dữ, nhưng thường ưa thích siêng cầu phổ trí, tâm không lười biếng thoái lui, tin Phật mãi mãi, chưa từng loạn pháp, ưa thích thánh chúng, chỉ đạo dù khó cũng siêng năng, vui thích chánh chân, xa lìa sự cao ngạo, tự hạ thấp mình trước mọi người, thường có tâm bình đẳng, không dính mắc vào các cảnh giới, trọn bỏ thân mạng, không làm điều ác, tu tập đức tin chân thật. Lời nói và việc làm đi đôi với nhau, vượt qua chỗ chìm đắm, không tâm không nhơ bẩn, hành động của thân miệng ý thuận theo lời dạy của hiền thánh, rồi biết mọi việc được sự trong sạch, biết đủ không tham, việc làm trong sạch, hiển nhập trí huyễn, tập cầu tuệ căn, dựa vào và tùy thuận bảy thánh tài, tu niệm thành tính, đã đầy đủ can lực mà hành chánh kiến, để thọ giáo thầy bạn thì khiêm nhường, lễ kính, sống đời giản dị, thường đến pháp hội, tâm không nhàm chán thoái bước đối với tai họa sinh tử, hiện ra đức vô vi, siêng năng tinh tấn, cầu được phổ trí, để hoằng hóa đạo, đối với pháp của Như Lai hết lòng ưa thích xuất gia, tu vô số các phạm hạnh thanh tịnh, tạo lập từ bi, cứu độ chúng sinh, chỉ mong được báo đền. Đối với người có báo ân và không báo ân đều bình đẳng đón tiếp, che chở, tâm không thương ghét, không nghĩ điều lợi cho mình, luôn cung kính kẻ khác, tu hành nhẫn nhục đều cho là đầy đủ, tự thấy mình không có điều ác, không nói sau lưng người khác, nội tâm đã vắng lặng, ý chí thích ở chỗ an nhàn, tâm thích sự vắng vẻ, luôn nhớ nghĩ đến tập pháp, vốn không tranh tụng, thấy lỗi của người cũng là lỗi của mình. Cầu giới đầy đủ, tập hợp định hạnh, siêng năng, kính cẩn đối với đạo, đó gọi là hiền giả đã hành động thích ứng, tục tính, thọ tính như vậy. Đó gọi là cùng gặp Phật xuất thế. Lại nữa này các hiền giả, nếu ở thế tục, tạo tính không quên, đó gọi là khởi tính tâm, gặp Phật xuất thế. Lại nữa này các hiền giả, sao gọi là tục tính? Người có tính tâm, tin các pháp là không, để lìa vọng kiến, tin biết các pháp chính là vô tướng, để lìa niệm tương ưng, tin biết các pháp thảy đều vô nguyện, không có đến đi, tin biết các pháp vô thức, vô niệm, yên lặng, thân miệng ý, vắng bạc hữu thức, tin biết các pháp để lìa dục, không có ngã nhân, thọ mạng, tin biết các pháp, tin biết vốn không có, đến đi tự nhiên, tin biết các pháp là chân tế, không dấu vết, vốn như không có dấu vết, tin biết các pháp rồi, thảy đều tự nhiên, bình đẳng như hư không, tin biết các pháp để dựa vào pháp tánh, tin biết các pháp bình đẳng ba đời, tin biết các pháp dục xứ tà kiến, thể đều diệt tận, tin pháp không chìm đắm để lìa gốc si mê, vốn không trong sạch. Tin biết các pháp tâm luôn trong sạch, cũng không làm hưng khởi các nhơ của sự ham muốn khác. Tin biết các pháp không có chỗ quán kiến, tin các pháp là sự giúp đỡ vân vân, dứt lìa các hành. Tin pháp là vô ngã để vượt qua vui mừng hờn giận, tin các pháp vô tâm, vô hình tướng nên không thể bắt được, tin các pháp là giả dối, như nắm tay không, đem dụ trẻ con, tin pháp không dối, không có trên dưới, không chỗ lấy bỏ, tin các pháp trống không,
giống như cây chuối. Tinh pháp tự do như thường vắng lặng, tinh pháp không thẩm xét, không trụ ba nơi. Tinh pháp hoàn toàn không, không có chỗ sinh ra. Tinh pháp như hư không, vì bình đẳng vô số. Tinh biết các pháp giống như niết bàn, mình luôn vắng lặng. Như vậy này hiền giả, với người thế tục, hưng khởi lòng tin này, đó gọi là tạo niềm tin để gặp Phật Pháp. Lại nữa này hiền giả, người có niềm tin, gặp được tên gọi Phật Pháp, đó được gọi là các pháp hoàn toàn không khởi. Vì sao? Vì không phải do sắc sinh ra, không sắc không sinh, do tập hóa chuyển, không phải thống tưởng hành thức, không phải thức khởi, không phải do mắt tai, mũi lưỡi thân và ý, không khởi chuyển tập, không phải do thân khởi chuyển, không si mê, không có không. Không sinh lão tử, vì khởi có không, như vậy gọi là gặp Phật xuất thế, không khởi có sinh, cũng không khởi có diệt. Lại nữa, không khởi tập đối với không, diệt, không nhờ chánh ý, không có tập chí ý mà gặp Phật xuất thế. Nói tóm lại, cũng không nhờ 37 đạo phẩm pháp, khởi hay không khởi, tập cũng không dùng tập vô sinh của đạo. Không nhờ khởi tuệ cũng không diệt tuệ, chẳng tuệ, không tuệ, tập không có hai mà gặp Phật xuất thế. Khi Đức Phật đang nói về phẩm, nhờ đức tin mà gặp Phật xuất thế, Long Vương Vô Nhiệt và 500 thái tử đã được pháp nhẫn nhu thuận. Bây giờ, Đức Thế Tôn lại nói bài tụng, tính tâm được gặp Phật mà tập nơi bất sinh, ai không phát tính tâm, không gặp Phật ở đời. Tu tính là cao tột, đạt đến pháp thanh tịnh, hành nghiệp có báo ứng, không chống trái việc tu. Tinh tập các hiền thánh, siêng tu thường lễ kính, tâm không có biến lười, do tính này làm ra. Siêng đi nghe thuyết pháp, ấm cái không thể động, từ tính đến được đạo, thực hành hạnh nhu thuận, nhờ pháp được tiền của, chuyển ban cho khắp nơi, giữ giới và phá giới, hành tính nên cho đều. Vui với người giận dữ, đạo tâm không lười biếng, siêng cầu pháp đại thừa, tính vui đến mọi người, lì hẳn mọi cao ngạo. Chỉ luôn tự khiêm nhường, chỗ ở không đắm chìm, lập tướng tính như vậy, chỉ tính không tiếc thân, trọn không tạo ác hạnh, giữ lành không nói dối, nói làm thường hợp nhau, tính vui không giới hạn, thích hành nơi vô tâm, thân miệng ý trong sạch, tập theo thánh che chở. Có hạnh tính tâm sạch, thường được tuệ dẫn dắt, biết căn bản của thân, cầu hỏi và nói ra, đẳng niệm nơi bảy tài, được lực căn đầy đủ, lìa hẳn các tà kiến, chỉ thường tập đẳng hạnh, lễ bái có tâm vui, kính thờ như thầy mình, tâm chứ tốt khiêm cung, tri túc không thay đổi, trong tâm thường vô niệm, chỉ nguyện nơi đạo Pháp, có người chán sinh tử, dẫn chỉ đức vô vi, giải thoát việc đang làm, thường cầu tâm vui vẻ, mau liệt khỏi đời này, tu phạm hạnh không mỏi, nhớ nghĩ các chúng sinh, cứu họ không mong lợi, báo đáp ân đã thọ, vui tính nên cần cầu. Không vui vì lợi mình, không ghét người được cúng, tâm nhân nhẫn đầy đủ. Không định sống chất trực, hành tính tự mình thấy, không nói xấu lỗi người, căng lặng, tánh an nhiên, chỉ ưa ở cảnh nhàn, trong tâm không huyên náo, cố gắng lo làm ân. Nghịch lý cũng không cãi, chỉ biết sửa lỗi mình, cần cầu đủ giới hạnh, chuyên tập nơi đạo định, thích tính ưa hạnh vui, tướng người tính như vậy, ai vượt qua tục tính, thực hành và hiểu nó, cùng pháp không tranh cãi, điều Phật dạy sâu xa, thành tính tên nơi không, họ không có các kiến. Các pháp không có tướng, không nghĩ lìa nhớ nghĩ, sẽ dứt lìa các niệm, hiểu rõ việc đi đến. Pháp vốn không người tạo, không có nơi thân tâm, tính là pháp vô dục, lìa ngã nhân thọ mạng. Người tên hiểu vốn không, được đến chỗ không hai, nó vốn không chứa nhóm. Thể không như hư không, chư pháp tính cũng vậy, liền đồng với pháp tánh, bình đẳng với ba đời, các pháp không có lậu, dục xứ cùng với tham, ưa tên không thọ kiến, các pháp không có đắm, nó vốn sáng trong sạch, khách dục không thể che, tâm không có chỗ trụ, các pháp không thể thấy, nhân duyên mà không khởi, thường quán nơi hạnh cao, không trụ thọ chỗ dở, không hợp cũng không lìa, giải thoát đồng không hợp, tình thích nơi pháp không, kẻ ngu bị mê hoặc, đạm bạc ý không khởi, dối trá như cây chuối, miệng nói vẫn tự nhiên, không bỏ cũng không lấy, các pháp không chỗ có, cái thấy cũng không cần, pháp thấy như hư không, đáng duyên nhiều vô số, các pháp như niết bàn, vốn không không thể thấy, tinh thích mà thực hành, hiểu rõ thân như hư không. Ai có tính như vậy, Bồ Tát và người phàm đều sẽ được gặp Phật.
Việc làm không có ác, không vì tạo sắc hạnh, được gặp Phật ra đời, không sắc không có chỗ, không đến cũng không đi, với sắc không có sinh, không diệt cũng không trụ, đương lai không chỗ đến, gặp Phật rồng nói pháp. Năm ấm cũng như vậy, hóa tập chuyển vô sinh, gặp Phật đang thuyết pháp, tuệ đạt các Bồ Tát, thân họ và hữu tình, cũng tập nhờ vô sinh, Phật hưng nhờ vô sinh, thường cứu kẻ đạo lạc, si vốn không có sinh, sinh tử cũng như thế, duyên này như vốn không, từ pháp mà có Phật, không khởi không có sinh, không diệt không có trụ, nhờ đó biết vô xứ, xứ cũng không thể thấy, nó cũng không tự sinh, cùng Phật mà rộng nói, vô chí không có trụ, đó cũng do Phật chuyển, các loài cũng như vậy, Phật chủng thuận như pháp, loài ấy cũng khởi không, như Phật mà xuất hiện, nếu ai làm như vậy, Phật hiện vì người ấy, ưa tin đại chúng này thật không có hạn lượng. Phẩm bảy chuyển quán sơ pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo các thái tử: Lại nữa này các hiền giả, sao gọi là Bồ Tát được chuyển sơ pháp? Đó là nói theo nghĩa, ý nghĩa, tượng pháp như vậy để thọ trì không quen mà tu hành. Các hữu tình không phát khởi ý đại bi, nhưng vì hưng khởi phổ trí tùy thuận mong ước của mọi người nên mới thuyết pháp rộng rãi tuyên bố, mà bày chỉ không mệt mỏi, vứt bỏ lợi dưỡng. Khuyên nên nhớ nghĩ thuận thời, thọ trì gìn giữ tu hành, đó gọi là Bồ Tát chuyển pháp luân. Lại nữa, nếu Như Lai đã chuyển sơ pháp, nhưng sơ pháp của Như Lai là hành tượng nhập đức, nên phân tích trình bày, không dùng khởi pháp cũng không diệt pháp, không dùng hành pháp của kẻ phàm phu thấp hèn, là cũng không dùng pháp của hiền thánh để chuyển bánh xe pháp. Lại nữa, bánh xe pháp ấy không cắt đứt nửa chừng, bình đẳng dứt hết tốt xấu, vì ấy nhờ vậy nên xe pháp không bị cắt đứt. Lại nữa, bánh xe pháp ấy khởi lên do nhân duyên, chẳng khởi không khởi, nhưng có sự vận chuyển vận, vì lý do ấy nên bánh xe pháp không khởi chuyển. Lại nữa, bánh xe pháp ấy không dùng mắt, sắc, tai, âm thanh, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, cánh, tâm, pháp, các tình mà chuyển, nó tùy theo hữu duyên chuyển, vì lý do ấy không có hai loại bánh xe pháp. Nếu có hai thì chẳng phải bánh xe pháp. Lại nữa, bánh xe pháp ấy cũng không dính mắc vào quá khứ, đương lai hiện tại mà chuyển, đó là bánh xe không chấp trước. Lại nữa, bánh xe pháp ấy không do ngã kiến chuyển, chẳng phải do nhân mạng thọ chỗ trụ mà chuyển, đó gọi là bánh xe không. Lại nữa, bánh xe pháp ấy không do thức hành tướng diệt niệm mà chuyển, đó là bánh xe vô tướng. Lại nữa, bánh xe pháp ấy không phải mong ước đối với dục giới, sắc giới và vô sắc giới mà chuyển, đó là bánh xe vô nguyện. Lại nữa, bánh xe pháp ấy không tính toán chúng sinh có sai khác mà chuyển, không ở nơi hai pháp, đó là pháp của người phàm, là pháp thánh giới, là pháp thanh văn, là pháp duyên giác, là pháp Bồ Tát, là pháp của Phật. Vì vậy, gọi vị ấy là bánh xe không đổi khác. Lại nữa, bánh xe pháp ấy không dùng bánh xe pháp có trụ mà chuyển, vì vậy nên gọi là bánh xe không trụ vậy. Tên của bánh xe pháp thế nào? Này chư hiền, vì bánh xe pháp chánh chân, chắc thật thường không hủy hoại vậy. Nghĩa cơ bản của chữ bánh xe là bình đẳng ba đời, vì bánh xe không nơi chốn, vì các tập kiến xứ, và bình đẳng vượt qua bánh xe trong sáng, hiu quạnh thân tâm không lắm trước, không thể thay bánh xe, vì ý thức xa lìa nên không có khe hở của bánh xe, không ở nơi năm đường. Xét kỹ về bánh xe, không có chân đế hiển hiện. Bánh xe của sự thực hành tính tâm, bình đẳng giáo hóa chúng sinh, vì không lừa dối vậy. Bánh xe là không thể tận, vì chữ không chữ vậy. Bánh xe của pháp tánh, bởi vì các pháp đều nương nhờ pháp tánh vậy. Bánh xe vốn chứa chân đế, vốn không chứa vậy. Bánh xe hoàn toàn không, như vốn không vậy. Không chỗ tạo ra bánh xe, vì không nhớ nghĩ đến các lậu. Bánh xe vô số, nhờ đến chí thánh. Bánh xe như hư không, vì thấy rõ bên trong. Bánh xe không tướng, vì không nhớ nghĩ bên ngoài. Bánh xe vô nguyện, vì không có trong và ngoài. Bánh xe không thể được tu để vượt qua. Lại nữa, này các hiền giả, Đức Như Lai dùng bánh xe pháp này chuyển vận các ý hành của chúng sinh. Chuyển mà không chuyển, nó không thể nắm bắt, vì pháp không có chỗ để xả. Bây giờ, Đức Thế Tôn khi giảng nói phẩm chuyển bánh xe pháp này, thì trời rồng quỷ người và các loại thần trong lòng vô cùng hân hoan sung sướng,
phát ra ánh sáng, các tụng pháp ấy của Đức Như Lai đồng thanh ngợi khen: lành thay Thế Tôn, thật là khó gặp, Như Lai đã chỉ bày chuyện nói bánh xe pháp này. Người nghe phụng hành phải phù hợp với bánh xe pháp. Pháp này tên gọi là bánh xe chuyển hư không. Các đức Phật quá khứ và tương lai cùng Phật hiện tại đều nhờ pháp này mà thành. Nếu ai có lòng tin thì sẽ được độ thoát. Những người thực hành pháp này ta nói là đã ngang bằng với Thế Tôn, ta nay ta sẽ thay họ khuyên giúp cho các chúng sinh để họ hưng khởi tâm này. Còn ai muốn nghe phẩm bánh xe pháp này, nghe rồi nên cầu đạo hạnh cơ bản này, họ cũng không lâu sẽ được chuyển bánh xe pháp. Bây giờ trong chúng nghe Đức Phật thuyết như vậy, có một vài thiên tử cầu đều phát đạo ý vô thượng chánh chân, 5.000 Bồ Tát mau được pháp nhẫn. Lúc này Đức Thế Tôn bảo vị các vị hiền giả: này các chánh sĩ, ai gìn giữ chánh pháp, tọa trì chánh pháp, làm chánh pháp lớn mạnh, đó gọi là bảo vệ pháp. Vì sao? Vì đối với vị hành giả ấy, vĩnh viễn không bị hủy diệt, dù trời hay người đời trọn không thể địch nổi vị ấy. Bây giờ Vô Ưu đến trước Đức Phật bạch lại nữa: thưa Thế Tôn, nếu vị chánh sĩ ấy dùng pháp như vậy mà được tối giác, vậy vị ấy vốn có sự mê hoặc, và lại hình tượng các chánh sĩ như vậy nó phải cùng nhau ủng hộ. Sở dĩ ủng hộ là khiến cho các vị chánh sĩ ấy mau phù hợp với pháp đại thừa này. Các vị ấy đều đã hành như vậy thì sẽ được chuyển bánh xe pháp, là có thể hiểu biết được pháp đại minh. Thưa Thế Tôn, cho nên Thế Tôn mới vì những người ấy mà dạy pháp cơ bản, chính là ủng hộ họ, khiến họ phát đại thừa và cũng để bảo vệ cho pháp sư an lạc, kính lễ thuận nghe giới cấm. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi con của Long Vương là Vô Ưu rằng: lành thay, này chánh sĩ Vô Ưu, các người phát đại thừa thì các pháp sư cho nên an tâm ủng hộ, đó gọi là bảo vệ pháp. Vì các pháp sư làm chánh pháp lớn mạnh nên phải bảo vệ gìn giữ chánh pháp. Lại nữa này Vô Ưu, người bảo vệ chánh pháp có 10 công đức, những gì là 10? Đó là: một, không có tánh tự đại, hàng phục sự cao ngạo; 2, thực hành cung kính; 3, không có hạnh dối trá; 4, siêng suy nghĩ, yêu thích pháp; 5, chỉ ưa tập theo pháp; 6, ý thường xuyên tùy pháp; 7, hành quán nơi pháp; 8, ưa thích nói pháp; 9, thích tu hành pháp; 10, đến nơi nào cũng tùy thuận thuyết pháp. Đó là 10 hạnh nhờ bảo vệ chánh pháp. Lại nữa, này Vô Ưu, cũng có 10 việc hầu hạ để bảo vệ chánh pháp, những gì là 10? Một, tập tánh nam và tập tánh nữ nghe pháp sư đến, để từ xa lễ bái. 2, suy nghĩ ưa thích được hầu hạ. 3, pháp sư đến liền kính yêu. 4, cung cấp những nhu cầu về y phục ẩm thực. 5, hỗ trợ các việc. 6, đi đến đâu cũng khiêm nhường cung kính. 7, nghe theo lời pháp sư dạy để nói cho người đồng học. 8, ngăn chặn người nói xấu. 9, thường thích ca tụng khen ngợi. 10, làm cho tiếng tốt của pháp sư được lan xa. Đó là 10 việc hầu hạ để bảo vệ chánh pháp. Lại nữa này Vô Ưu, có 4 điều cần ban cho để bảo vệ chánh pháp, những gì là 4? Dùng bút mực lụa trắng cung cấp cho pháp sư. 2, dùng y phục ẩm thực giường nằm thuốc men để cúng dường. 3, nếu theo pháp sư để nghe thuyết pháp thì dùng tâm không dối trá để khen ngợi. 4, nghe rồi thì nhận lãnh gìn giữ rộng nói cho người khác. Đó là 4 việc cần ban cho để bảo vệ chánh pháp. Lại nữa này Vô Ưu, có 4 việc sáng suốt tiến tới để giữ gìn chánh pháp, những gì là 4? Đó là: sáng suốt tiến tới sự cầu pháp; 2, siêng năng rộng rãi giảng nói pháp; 3, cung kính và đủ lễ pháp sư; 4, nếu có người pháp bỏ chánh pháp, dùng chánh pháp và sự tinh tấn để hàng phục họ. Đó là 4 sự tinh tấn để giữ gìn chánh pháp. Bây giờ 500 thái tử của A Nậu Đạt nghe Đức Phật dạy như vậy, lòng vui mừng sung sướng, ưa thích vô lượng, cùng nhau thưa: những điều Đức Như Lai đã dạy thật là hay không gì bằng, để giải trừ các hồ nghi của chúng con. Chúng con cùng dùng cung điện và các quan cùng quyến thuộc của mình dâng lên Đức Phật và cung cấp những vật cần dùng, dùng tâm kính thuận để thưa lại. Từ nay Đức Thế Tôn ân cần thọ hóa mãi không mệt mỏi, cho đến lúc Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn. Điều Đức Phật đã dạy là biểu tượng của pháp báu. Chúng con phải cùng nhau kính thọ phẩm kinh quan trọng này, còn mong thông đạt khuyên nhau cố gắng tu hành. Vì vậy, thưa Thế Tôn, chúng con xin hết lòng phát nguyện. Lại nữa, nếu sau khi Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn, chúng con đối với Đức Thánh Tôn
ở tại đất nước mình cùng nhau đồng tâm cúng dường xá lợi, hộ trì phụng thờ, lễ kính cho đến không còn hiện hữu. Bây giờ hiền giả Ca Diếp, bậc Kỳ Túc Bảo, các thái tử. Này các hiền giả, chư vị nói là chỉ riêng một mình các vị được cúng dường thân thần xá lợi của Đức Như Lai. Những lời nói của quý vị là mất hết các gốc đức của chúng sinh, ngăn che sự thanh tịnh sáng suốt, làm mờ đạo chí hóa nên mới nói như vậy. Vì sao? Vì Đức Như Lai vốn đã phát nguyện sẽ làm cho xá lợi được ban cho khắp, giống như hạt cải. Vì các chúng sinh rủ lòng đại bi, sao các vị lại muốn cúng dường một mình? Các chánh sĩ ấy liền trả lời hiền giả Đại Ca Diếp: Thưa Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả đừng dùng trí hữu hạn của thanh văn mà hạn chế trí tuệ minh đạt vô cùng sâu xa của Đức Như Lai. Vì sao? Vì Đức Như Lai có phổ trí tâm thấy tất cả nơi, Như Lai dùng thần túc cảm động biến hóa. Nếu Như Lai khởi niệm có thể khiến cho các cung điện của trời rồng quỷ thần ở Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều có thể hoàn toàn là chỗ đặt để xá lợi của Phật, khiến cho ai nấy cũng đều nghĩ rằng riêng ta mới là người cúng dường xá lợi của Đức Như Lai, người khác thì không được. Lại nữa này, Tôn giả Ca Diếp, Đức Thế Tôn sau khi nhập Niết Bàn, tùy tâm chúng sinh mà có sự đặt để phụng thờ xá lợi. Lại nữa, thưa Tôn giả Ca Diếp, nếu Đức Như Lai ở nơi trời sắc cứu cánh tạo chỗ đặt để xá lợi, giống như hạt cải thì cũng có thể làm cho ánh sáng chiếu khắp trong cõi trời đất ấy. Đó là sức cảm động, oai thần biến hóa của Đức Phật Thế Tôn vậy. Phẩm 8. Giải quyết các nghi nạn. Bây giờ hiền giả Tu Bồ Đề bảo: Này các tộc thánh tử, vả lại Đức Như Lai có diệt độ chăng? Thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, ngay lúc khởi sinh đã có sự diệt độ. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Này các tộc thánh tử, vậy Đức Như Lai có sinh chăng? Thưa rằng, Đức Như Lai vốn không sinh, không sinh mà sinh. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Như vốn không, không sinh, chẳng sinh, hoàn toàn không sinh chăng? Đúng vậy, thưa Tu Bồ Đề, sự sinh của Đức Phật đúng là vốn không nên không có sinh. Tôn giả Tu Bồ Đề hỏi: Sự sinh của Đức Phật như vậy thì sự diệt thế nào? Thưa rằng, sự diệt cũng là như vậy, như vốn không, sinh nơi vô sinh, Niết Bàn diệt độ cũng là vốn không. Thưa Tôn giả Tu Bồ Đề, không khởi mà sinh thì diệt độ cũng vậy, sự diệt như vậy cũng là vốn không. Khi nói lời ấy, ở nơi vực sâu trong ao vô nhiệt hiện ra một bông sen lớn, giống như bánh xe với vô số, vô lượng, những màu sắc khác nhau, dùng các báu và ngọc danh tiếng để trang sức thành ánh sáng. Ở giữa các hoa có một bông sen lớn màu sắc rực rỡ, hiện sự tốt đẹp lạ thường bay vút lên cao. Hiền giả A Nan ở trong ao lớn vô nhiệt, thấy sự biến hóa lạ lùng như vậy liền thưa hỏi Đức Thế Tôn: Này có sự biến hóa này là ứng hiện điềm lành gì mà khởi lên sự cảm động như vậy? Đức Như Lai đáp: Này A Nan, hãy thông thả rồi sẽ tự thấy. Đức Phật mới nói xong, bỗng từ phương dưới cho đến cõi bảo xuất thế giới của Đức Như Lai, bảo anh, 6 vạn Bồ Tát cùng Bồ Tát Duyến Thủ, bỗng nhiên nhảy lên, di chuyển khỏi cõi năng nhân, bay đến ao lớn vô nhiệt, tất cả đều hiện trên tòa sen lớn thật đẹp đó. Đồng tử Duyến Thủ liền ngồi ở tòa sen cao rộng. Bây giờ chúng hội thể đều thấy rõ ngạc nhiên và kinh hoàng, khi thấy A Nậu Đạt và các Bồ Tát Thích Phạm Trì Thế đều đến nhóm họp, các chúng thể đều chắp tay cúi đầu đảnh lễ. Đồng tự Nhuyễn Thủ lui ra, đứng trong hư không, dùng cầm lọng giao lộ bằng ngọc báu. Cùng với đồng tự Nhuyễn Thủ, các Bồ Tát đang ngồi trên tòa sen cũng đồng thời vọt lên hư không, cách mặt đất rất xa. Ở trên hư không ấy là mưa những hoa sen thật đẹp chưa từng thấy, được cúng dường Đức Như Lai. Từ trong các hoa là có tiếng phát ra: Đức Như Lai bảo anh thăm hỏi Đức Thế Tôn, sự đi lại có được vô lượng tốt đẹp, có thể có được khỏe mạnh, thần lực có được an hòa chăng? Tiếng ấy lại nói tiếp: Đồng tự Duyến Thủ và các Bồ Tát, gồm 6 vạn người cùng đến cõi nhẫn, đi đến ao sâu của Long Vương vô nhiệt, để xem sự biến hóa cảm ứng ấy. Lại có ý thích muốn được nghe Long Vương hỏi về đạo phẩm trang sức nhập vào trong pháp căn bản để nói, xin Đức Thế Tôn rộng khuyến pháp ngôn, khiến cho mọi người có sự mừng vui. Bây giờ đồng tự Duyến Thủ và các Bồ Tát từ hư không đi xuống, đến chỗ bậc chánh giác cúi đầu lạy Đức Như Lai, lòng mừng rõ cung kính, đứng trước Đức Thế Tôn. Khi ấy, bậc Thiên Sơ mới bảo Duyến Thủ: Đồng tự đến đấy à?
Vì trong ước, vì mong ước điều gì mà cùng các Bồ Tát đến đây? Nhuyễn thuận bạch Đức Phật, thưa Thế Tôn, chúng con ở tại thế giới Bảo Sắc, gọi của Phật Như Lai Bảo Anh, được nghe Đức Như Lai năng dân chí chân rủ lòng tương xót đến mười phương chúng sinh, diễn nói pháp yếu này. Vì nghe pháp ấy, nên từ cõi kia mới đi đến đây hầu hạ, lễ bái Đức Thiên Sư, nhờ đó mà được nghe Đức Như Lai giảng pháp. Tôn giả Ca Diếp bạch Đức Phật, có phải các đại sĩ này ở gần cõi Phật Thế Tôn Bảo Anh, thuộc thế giới Bảo Sắc, rồi bỗng nhiên đi đến đây chăng? Nguyễn Thụ đáp: Thưa vâng, như Tôn giả Ca Diếp khi nhập định, với năng lực thần túc và phi hành cao tột, dù cho đến lúc mạng chung rồi diệt độ ở trong đó và không thể đến cõi ấy được, vì cảnh giới của nước ấy rất xa vậy. Đức Phật bảo Tôn giả Ca Diếp: Cõi ấy cách nơi đây trải qua 60 hàng xa cõi Phật mới đến cõi Phật Như Lai Bảo Anh. Tôn giả nói tiếp: Quý vị, từ cõi ấy đến đây thời gian bao lâu? Đáp rằng: Thật lâu, như tuổi cao, lậu tận, ý được giải thoát của Tôn giả vậy. Tôn giả Đại Ca Diếp nói: Thật chưa từng có, quả vậy, thì này Nguyễn Thủ, thần túc của các chánh sĩ này là như vậy sao? Nguyễn Thủ lại nói: Tôn giả tuổi cao, lậu tận, ý giải thoát, thời gian lâu bao nhiêu? Đáp rằng: Như trong khoảng khắc của sự chuyển ý. Lại nói: Tôn giả tuổi cao đã giải thoát chăng? Đáp rằng: Đã giải thoát. Nguyễn Thủ lại hỏi: Ai buộc tâm mình mà có sự giải thoát? Đáp rằng: Này Nguyễn Thủ, vì tâm có cột mở, chẳng phải sự giải thoát là có mở để đạt tuệ kiến. Hỏi rằng: Thưa Tôn giả Ca Diếp, nếu tâm không cột, cần gì phải mở? Tôn giả Ca Diếp đáp: Biết tâm không cột thì đó là mở. Hỏi: Thưa Tôn giả Ca Diếp, dùng những tâm gì mà gọi là biết tâm? Dùng tâm quá khứ chăng? Dùng đương lai hay hiện tại? Tâm quá khứ đã diệt mất, tâm đương lai chưa đến, tâm hiện tại thì không dừng. Và dùng những tâm gì mà biết tâm mình? Đáp rằng: Tâm đã diệt ấy. Này Nguyễn Thủ, tức không có sự toan tính của thân tâm. Này hiền giả, tâm biết diệt chăng? Tâm diệt rồi thì không thể biết được. Khi đạt đến đó hoàn toàn diệt hết tâm, nó vĩnh viễn không có thân thức để biết để được. Thật là bậc đại biện tài, nên đồng tử Nguyễn Thủ, chúng tôi thấp kém đâu có thể ứng đáp được những lời biện luận cao tột. Nguyễn Thủ lại nói: Vì sao này Tôn giả Ca Diếp, tiếng vang lẽ nào có ngôn từ chăng? Không, này đồng tử, là nhân duyên khởi vậy. Không nói chăng? Thưa Đại Ca Diếp, tất cả âm thanh giống như tiếng vang chăng? Đúng vậy. Nguyễn Thụ lại nói: Âm vang lời nói có thể đạt đến chăng? Không thể đạt đến. Lại nói: Đúng vậy, thưa Đại Ca Diếp, Bồ Tát sử dụng biện tài quyền xảo không thể nghĩ bàn, cũng không cắt đứt. Nếu trưởng lão hỏi từ kiếp này đến kiếp khác về cơ biện của Bồ Tát thì khó mà cùng tận. Bây giờ Tôn giả Ca Diếp bạch Đức Phật: Quý mong Đức Thế Tôn gia khuyến cho Nguyễn Thủ hãy về đại chúng này mà rộng giảng thuyết pháp, khiến cho các chúng hội mãi mãi được an ổn, khiến cho tất cả được pháp yếu rực sáng. Khi ấy ở trong chúng có một đại Bồ Tát tên là Trí Tích hỏi đồng tử Nguyễn Thủ: Này đồng tử, vì sao trưởng lão Ca Diếp tuổi cao kỳ cựu mà lời nói khiếp nhược thấp kém như vậy, sao vẫn gọi trưởng lão là tuổi cao? Đồng tử Nguyễn Thụ đáp: Vì trưởng lão là thanh văn cho nên mới biện luận không quả quyết. Trí Tích lại hỏi: Có phải trưởng lão không biết phát tâm đại thừa chăng? Hoàn toàn không phải vậy, vì trưởng lão chỉ dùng sự giải thoát của thanh văn thừa. Hỏi lại nữa: Này Nguyễn Thụ, vì sao gọi là thanh văn thừa? Nguyễn Thụ đáp: Này tộc tánh tử, Đức Thế Tôn là bậc năng nhân, tùy theo các chúng sinh mà lập ra ba thừa giáo, phô diễn sự nói pháp, có hạnh thanh văn thừa, duyên giác thừa và đại thừa. Vì sao? Vì chúng sinh ý mang nhiều tham, chí khí thì thấp kém nên mới nói ba thừa ba hạnh. Trí Tích lại hỏi: Này Nguyễn Thủ, vì sao không vô tướng vô nguyện hoàn toàn không có hạn lượng, sao lại giới hạn chỉ có ba thừa? Đáp rằng: Này tập tánh tử, đó là các Đức Như Lai sử dụng quyền xảo cho không vô tướng vô nguyện không có hạn lượng. Vì các chúng sinh hay dính mắc vào giới hạn, nên nói có hạn lượng, nhưng hoàn toàn không có giới hạn đối với người không giới hạn.
Hỏi, lại nữa, này Duyên Thủ, chúng tôi có thể thoái lui để vĩnh viễn không cùng chúng sinh tâm trí thấp hèn hội họp. Duyên Thủ đáp, nay các tộc tánh tử hãy kiên nhẫn nên theo Long Vương vô nhiệt để nghe trí tuệ biện tài và chứa lượng pháp. Kỳ Lão Ca Diếp hỏi trí tích, thế nào thưa chánh sĩ, như cõi Phật Như Lai bảo anh, ngài sẽ nói pháp thế nào? Trí tích đáp, chỉ có một pháp vị, từ một pháp tiếng nói sẽ diễn xuất vô lượng pháp nghĩa, chỉ luận về pháp không thoái chuyển của Bồ Tát, luận về yếu hạnh thâm sâu mầu nhiệm của chư Phật, từ đó chỉ lấy giải thoát không do các chúng xen tạp, nương nơi phổ trí hoàn toàn không có sự giải thoát nào khác, mãi mãi giảng về lời bàn thanh tịnh tuần tục của Bồ Tát. Những vị ấy hoàn toàn không có hạnh khiếp nhược. Bấy giờ A Nậu Đạt hỏi Duyên Thủ. Nhân tôn Duyên Thủ đến đây để hầu hạ Như Lai, phải có bao nhiêu hình tượng để quán Đức Như Lai? Dùng sắc để quán chăng? Hay dùng thống tưởng hành thức để quán Đức Như Lai? Đáp rằng chẳng phải vậy. Lời hỏi nó một cách tóm lược. Đó là dùng sắc khổ để quán chăng? Hay thống tưởng hành thức khổ để quán chăng? Diệt sắc thống tưởng hành thức để quán chăng? Dùng hành không vô tướng vô nguyện quán Như Lai chăng? Trả lời chẳng phải vậy. Lại hỏi có phải là dùng quá khứ vị lai hiện tại tướng tốt, mắt thịt, mắt thánh, mắt tuệ để quán Như Lai chăng? Đáp rằng chẳng phải vậy. Hỏi thế nào Duyên Thủ, những dùng những tiếng gì để quán Như Lai? Đáp này Long Vương, quán Đức Như Lai phải như Đức Như Lai. Lại hỏi này Duyên Thủ, Như Lai là thế nào? Đáp Như Lai là vô đẳng, chia đẳng, sự bình đẳng không thể thấy, vì Như Lai là vô song nên rất tươi đẹp. Này Long Vương, Như Lai là bậc tôn quý không cùng, không phải ngẫu nhiên, ngài vô song, không thể so sánh hay ví dụ, không trù lượng, không ai bằng, không thể so sánh, cũng không sắc tướng, ngài không có hình tượng, không hình, không ảnh, không danh, không tự, không nói, không thọ. Này Long Vương, Như Lai là như vậy, nên xem xét như vậy để quán Như Lai, cũng không dùng mắt thịt, mắt thánh, mắt tuệ để quán Như Lai. Vì sao? Vì dùng mắt thịt để thấy cho rõ, nhưng Như Lai thì không tối, không sáng, cho nên không thể dùng mắt thịt để quán. Lại nữa, mắt thánh thì có tướng tạo ra, mà Như Lai thì bình đẳng, vượt qua tất cả, không đứng yên, cho nên không thể dùng mắt thánh để quán. Lại nữa, mắt tuệ thì vốn biết là vô tướng, nhưng Như Lai thì đối với chúng hoàn toàn không có, cho nên không thể dùng mắt tuệ để quán. Này Duyên Thủ, thế nào là quán Đức Như Lai để được thanh tịnh? Đáp này Long Vương, ai biết nhãn thức tâm không có khởi, lại biết sắc thức tâm không khởi diệt, ai quán như vậy là quán Như Lai và sẽ được thanh tịnh. Bây giờ, các Bồ Tát ở cõi bảo sức của Như Lai bảo anh đến dự đạt được điều chưa từng có nên thảy đều vui vẻ và nói. Thật là sự nhiệm màu sung sướng, các chúng sinh này khéo gặp Đức Như Lai, nghe được Long Vương hỏi về phẩm giải quyết hồ nghi như vậy, nghe rồi vui mừng, tinh thọ không sợ, không hãi, không còn lo ngại gì, lại thêm thọ trì độc tụng chỉ bày ban cho. Chánh sĩ như vậy nên ở trong nhà tuệ, chúng tôi từ Đức Thế Tôn bất không đến đây, được nghe về tượng pháp cơ bản vô cực này. Lại nữa Bạch Thế Tôn, pháp này nếu được lan đến làng xóm quốc gia nào, thì nên biết nơi đó Đức Như Lai sẽ mãi còn, đoạn không diệt độ, chánh pháp không hủy hoại, việc đạo hóa sẽ thịnh vượng. Vì sao vậy? Vì pháp phẩm này có thể thành phục ma quân, chế ngự các ngoại đạo. Bây giờ A Nậu Đạt bảo Duyên Thủ, đồng tự Duyên Thủ là người khéo tu hành, Bồ Tát này được nghe pháp ấy, được thành Phật không khó, tự mình tiến bộ, khuyên hóa người khác, chuyên cần với đạo không mệt mỏi. Sao gọi là Bồ Tát cần tu hành lành? Duyên Thủ đáp, này Long Vương, như hạnh tham lam không có, hạnh ban cho cũng không. Hiểu như vậy, gọi là hạnh lành, nói tóm lại không có giới cùng với giới, ôm lòng sân hận với nhẫn nhục, lời biến thoái lui với tinh tấn, loạn ý với nhất tâm, sự như sự ngu là không, thì trí tuệ cũng không. Đối với những việc ấy bình đẳng, gọi là hạnh lành. Lại nữa này Long Vương, như sự dâm dục, giận tức ngu si là không, sự không dâm dục, giận tức ngu si cũng không, như hạnh tham dự vào sự việc là không, sự không tạp loạn cũng không, đối với những hạnh ấy gọi là hạnh lành. Lại nữa này Long Vương, như hạnh 84.000 là không, sự chánh chân giải thoát của hiền thánh cũng là không, đối với những hạnh ấy gọi là hạnh lành.
Lại nữa này Long Vương, nếu có các bậc minh hiền tu Bồ Tát hạnh, không hành, không chẳng hành, cũng không thấy hành, không có mê hoặc hành, cũng không có niệm hành, lại không biết hành, những hạnh như vậy gọi là hạnh lành. Long Vương vô nhiệt hỏi Nhuyễn Thủ, đồng tử Bồ Tát hành thế nào đối với vô sở hành? Đáp rằng này Long Vương, từ lúc mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo đến lúc thành Phật, công đức đã làm đều do việc làm đầu tiên, chứ hành không sinh, hành không nơi nhận lãnh, hành không bỏ hay giữ, không có hành hiềm khích, hành lại không dính mắc, cũng không hành chân thật, không hành có hạn, cũng hành không mê hoặc, lại không hành dâm, hành không chỗ tạo ra, cũng không gìn giữ lành, hành, hành không suy xét kỹ, cũng không hành tận đáy, đó gọi là Bồ Tát hành mà không hành. Nếu Bồ Tát dùng hành không sinh, không hành, chẳng hành, được 37 phẩm không có chỗ tạo tác, dùng trí tuệ để giải thoát vĩnh viễn giải thoát đối với sự giải thoát, không vượt qua hai bên, rồi biết bản tế mà vẫn không chịu sự chứng đắc, Bồ Tát làm như vậy gọi là Bồ Tát được nhận bất khởi, hành như vậy gọi là hạnh lành. Khi nói lời ấy có 34.000 trời rồng quỷ thần Bồ Tát là những người tu hành đều được nhận vô tùng pháp, tùng sinh pháp lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.